Chào anh em, bữa nay mình chia sẻ cái chân bồn nước nha anh em. Chân bồn nước đơn giản bằng quê. Này là cái đế để chân dưới cho bị lúng thì nữa còn hàng râu nữa. Này hiện tại đang nằm nha mọi người. Này là cái chỗ lên ngồi vệ sinh bồn nước, đặt bồn nước, ống nước. Này mình hàn xong rồi còn sơn nữa. Sơn đem dao. Là xong. Cấm quay này, cấm mình là không cần bán. Anh này mới vừa mua sơn về nè anh em. Dạ, yeah. Sơn màu vàng cháu nổi ha. Hay là màu đỏ. Anh em muốn màu gì? Mày đi ngoài sơn anh em. Cái này mấy giờ sơn xong rồi mọi người. Mình chờ cho nó khô nữa mình đi giao quá. Sơn màu xanh. Cho khô đi giao. Mấy sơn còn hơi ớt. Thì có gì thiếu sót anh em ống góp ý cho mình nha. Chở dao mà